Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tấm lòng nhân ái hôm nay, chúng tôi có phóng sự phản ánh về gia cảnh vô cùng đáng thương của gia đình ông Bùi Văn Thành và bà Tạ Thị Hòa, thôn Hương Đình, xã An Hòa, huyện Tam Dương. Những ngày đầu năm 2017, phóng viên chúng tôi được cán bộ xã dẫn đến thăm gia đình ông Bùi Văn Thành và bà Tạ Thị Hòa, thôn Hương Đình, xã An Hòa, huyện Tam Dương. Nỗi buồn sâu thẳm thể hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ của cả hai vợ chồng. Được biết, ông Thành sinh năm 1962, bà Hòa sinh năm 1960. Hai vợ chồng lấy nhau và sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái. Chị Bùi Thị Trinh sinh năm 1996 là con thứ 3 của gia đình. Ngay từ khi sinh ra, đã bị bệnh não bẩm sinh. Năm nay đã 22 tuổi mà trông chị giống như đứa trẻ mới lên 6-7 tuổi. Mọi ăn uống sinh hoạt hàng ngày của chị Trinh đều phải nhờ vào sự chăm sóc của bà Hòa. Trong khi đó, bản thân bà Hòa lại bị điếc. Mọi giao tiếp sinh hoạt hàng ngày đều phải dùng đến máy trợ thính. Hai người con lớn mặc dù đã lập gia đình nhưng cuộc sống cũng rất khó khăn, không có việc làm ổn định. Vì vậy, cũng không đỡ đần được gì cho cha mẹ. Còn người con trai út cũng mắc bệnh xã hội và đang phải đi cải tạo. Em bị bệnh bẩm sinh từ trong thai. Thế từ lúc đẻ ra thì em đã bị như thế này rồi. Thế suốt từ năm 96 đến giờ thì em lớn dậy, lên giờ thì vào chăm sóc về hàng ngày thì cho ăn nhưng mà ăn ít lắm, không ăn nhiều đâu. Thế là tắm giặt gội đầu các thứ, bê cẩm ra tắm giặt ăn uống, suốt ngày em nó múc tay miệng múc chân. Bệnh tật của em nó nặng quá, gia đình nhà bà thì nó gặp nhiều cái khó khăn và muốn là đề nghị là trên giúp đỡ tôi. Trong khi thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào mấy xào ruộng, mọi khó khăn vất vả đối với vợ chồng ông Thành, bà Hòa có lẽ rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng nỗi buồn không chỉ dừng lại ở đó. Số phận thật trớ trêu, năm 2015, sau trận ốm thập tử nhất sinh, ông Thành đi khám bệnh và phát hiện bị bệnh ung thư đại tràng. Là lao động trụ cột của gia đình, sau hơn 2 năm kể từ khi chồng lâm bệnh, hàng tháng, bà Hòa đều phải gánh vác, chạy đồn chạy đáo, vay mượn khắp nơi, lo tiền thuốc men, trị xạ chữa bệnh cho ông Thành. Tài sản lớn nhất của gia đình hiện nay là cặp trâu cày ruộng, chắc mai kia cũng phải bán đi. Trong cái điều kiện là sinh cháu gái năm nay ngoài 20 tuổi rồi nhưng mà phải nuôi, nuôi từ bé, nói chung là nuôi trong cái cảnh tật nguyền. Phải bón ăn rồi thì rửa ráy hàng ngày cũng rất là vất vả, khó khăn. Mới đây ông lại mắc cái căn bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư. Thế thì bây giờ được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo rồi quan tâm của các cái nhà chính sách thì tạo điều kiện trong cái điều kiện để giúp đỡ cho cái người nghèo và những người gặp khó khăn để tạo cho một cái điều kiện để xóa đi cái cảnh vất vả. Thì qua cái điều kiện hoàn cảnh gia đình của ông bà ông Thành thì thật sự đây là một hộ nghèo mà lại là thuộc hộ nghèo đối tượng đang hưởng bảo trợ, có con là tật nguyền. Tôi là cán bộ lao động thương binh xã hội cũng mong muốn rằng đề nghị các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, các tổ chức để quan tâm, để ủng hộ với tấm lòng nhân ái để giúp đỡ hoàn cảnh gia đình. Sự sống và cái chết của hai cha con ông Bùi Văn Thành và chị Bùi Thị Trinh rồi cũng không biết ra sao. Còn mọi lo toan gánh nặng từ việc đồng áng, tiền thuốc men chữa bệnh cho chồng, chăm sóc đứa con gái tật nguyền hàng ngày vẫn đang đè nặng lên đôi vai của bà Tạ Thị Hòa. Hoàn cảnh của gia đình ông Bùi Văn Thành rất thương tâm, đang cần nhận được sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng. Mọi sự quan tâm chia sẻ xin gửi về theo địa chỉ ông Bùi Văn Thành và bà Tạ Thị Hòa, thôn Hương Đình, xã An Hòa, huyện Tam Dương, hoặc chuyển khoản theo địa chỉ
Quỹ Tấm Lòng Nhân Ái, Đài Phát Thanh Truyền hình Vĩnh Phúc, số tài khoản 42510000688369, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc.